Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24 giờ và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin Kbiz mới nhất nhé. Mới đây, đoạn Twitter giới thiệu tập mới của chương trình Ramos Head Is trên kênh Channel A đã nhận được sự chú ý. Điều khiến khán giả quan tâm chính là sự xuất hiện của nam thần tượng nhiều tai tiếng Park Yoon Chul. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Yoon Chul kể từ khi anh tổ chức buổi họp báo gây tranh cãi về vấn đề sử dụng ma túy hồi đầu năm 2019. Trong đoạn teaser giới thiệu chương trình của Ramos Head Is, Park Yoon Chul bật khóc và nói rằng anh cảm thấy hối tiếc vì mọi thứ. Park Yoon Chul nói rằng, thật khó khăn, tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Đó là tình huống mà tôi không thể phán đoán được những gì đã xảy ra. Thành viên nhóm nhạc JYG cũng tâm sự rằng anh cảm thấy gia đình, bạn bè và người hâm mộ vô cùng quý giá trong giai đoạn anh vướng phải scandal. Tuy nhiên, những chia sẻ mới khiến Yoon Chul tiếp tục vấp phải những phản ứng tiêu cực hơn từ cư dân mạng Hàn Quốc. Họ chỉ trích nam ca sĩ rằng Yoon Chul nên nhận giải thưởng Daesang và diễn xuất cho những giọt nước mắt đó. Chồng mình ta thật thảm hại. Tôi đoán anh ta cần tiền. Tôi không thể tin được rằng anh ta có thể nói những điều đó. Anh ta thực sự đang chạm đáy. Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng việc thấy những thành viên TVXQ khóc trong một chương trình tin đồn. Tháng 4 năm 2019, Park Yoon Chul từng bị nghi ngờ rằng nhiều lần sử dụng Philopon trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2018. Nam ca sĩ thậm chí bị cáo buộc rằng ép bạn gái cũ Hoàng Hanna sử dụng ma túy. Khi đó, nam ca sĩ tổ chức họp báo phủ nhận cáo buộc, anh khẳng định chưa bao giờ sử dụng ma túy. Anh từng nói, tôi chưa bao giờ sử dụng ma túy. Tôi rất sợ tôi có thể bị nhầm lẫn là người nổi tiếng đã ép buộc Hoàng Hanna sử dụng ma túy khi đọc các tin tức về cô ấy. Tôi rất sợ mình biến thành người sử dụng ma túy trong khi thực tế tôi chưa bao giờ dùng. Đến tháng 6, trong phiên tòa xét xử đầu tiên, Park Yoon Chul thừa nhận tất cả cáo buộc. Sau đó, cựu thành viên JYG bị kết án 2 năm tù treo, nộp phạt 1,4 triệu won. Yoon Chul sinh năm 1986, từng debut trong nhóm nhạc nam huyền thoại của năm thành viên TVXQ, TBSK thuộc SM Entertainment vào năm 2003. Tuy nhiên, đến năm 2009, Yoon Chul cùng hai thành viên là Chun Soo và Choi Jong đã đệ đơn kiện SM khi cho rằng ông lớn này bóc lột sức lao động, đồng thời rời công ty và tách riêng lập nên nhóm JYG. Yoon Chul từng có thời gian được biết đến rộng rãi không chỉ nhờ giọng hát mà còn bởi nhan sắc điển trai và kỹ năng diễn xuất tốt. Tuy nhiên, mọi thành công trong sự nghiệp tiêu tan khi anh vướng vào một loạt bê bối đời tư nghiêm trọng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình là Kbiz 24 giờ và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những thông tin Kbiz mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.